Chào anh em, chào mừng anh em quay lại kênh. Tôi và anh Hùng Messi vừa chuẩn bị xong một túi rơm này. Bây giờ sẽ đi giải cứu tổ ong đất nhá. Tức là thế này, có cái có người họ nhờ giúp đỡ là tổ ong đất nó làm tổ ở dưới cái đồng phân đấy. Đồng phân trong này do đó không thể xúc phân để sử dụng được. Do đó tối nay tôi và anh Hùng phải vào xử lý tổ ong này để cho người ta có thể sử dụng. Đây này, đây nhau này, đồng phân và phân chi một phân bao á, tức là đồng phân này là phân phân bao nhá, phân hóa học, phân kiểu để bọt cây trồng ấy. Đây đây, không phải phân kia rồi. Đây này, đây có hai con đang giữ tổ đây này, em thấy chưa? Đó đó, một con nữa này. Đấy, đây hai con. Ông này lười lắm, đừng làm tổ đâu. Đây đây, bên trên này một con này nha. Ba con, trên này ba con à. Ông chứ, lười quá. Nó chưa cửa trên này này, mình bây giờ chưa xác định được cái tổ của nó luôn đấy. Ông này lười nhắc làm tổ. Tức là khoảng cách khá là xa, bây giờ không phát hiện được tổ nó đâu luôn. Khả năng là phải vứt hết đúng phân đi rồi. Khả năng bây giờ phải lấy cái bát ra trước nhỉ. Giải cứu tổ ong. Tức là chủ nhân không dám lấy phân để đi bón ruộng. Phải kêu ông về với làng quê này giải cứu. Anh em về với làng quê đi giải cứu. Bây giờ con này, bây giờ xác định cái gì nhà, đốt mấy con kia chết trước hay là kéo cái bát ra trước? Bát ngâm rượu rồi. Đi ta kéo cái bát ra xác định cái tổ nó, rồi sau đấy sẽ tiến hành xử lý tổ ong nhá. Tiếp tục là nhiệm vụ nặng nề là thuộc về anh Hùng. Hôm nay giao tôi làm à. Anh Hùng cột xong cái này tôi đốt. Anh Hùng hôm nay kiểu giống như là quân sứ ấy, kiểu chỉ đào thôi, chỉ đào về mặt kỹ thuật thôi. Đang cột một ít rơm, lát nữa tôi nói dễ nhá. Mình phải loại bỏ khỏi những con ong ở phía ngoài này trước. Từ từ cho nó chảy đó. Tổ ong này khá là hung hăng. Tôi và anh Hùng phải tầm thời tắt đèn đi đây nhá. Nó ở trong tổ nó lao theo ánh sáng ấy, nó lao thẳng vào mặt mình luôn. Cực kỳ nguy hiểm luôn. Chật mình. Nửa nổ anh em ạ. Ok rồi, quả này là quyết định này. Đó đó, con đó hay lao ra đó. Đây đây đấy, đúng rồi. Đấy, đấy. Ui. Ui, ui, ui. Của con vừa bay qua tay. Chạy, chạy. Tổ ong này cực kỳ nhiều quân luôn anh em. Quân rất là đông nhưng mà mỗi tối là tầng nó nhỏ ấy. Tầng nó làm trên đồng phân cho nó hơi bé. Tôi và anh Hùng cho một ít rơm vào thôi để hun khói cho ong nó bớt hung dữ. Bây giờ nó chui khắp nơi luôn, các ngóc ngách. Mình không thể tìm hết được, do đó lấy thôi. Ừ. Đang con à. Đang chiêu chiêu đi nữa. Đang con. Rồi đây, đây. Này, tiền bao này con này. Đấy, đập tốt. Ui, 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 ui. Rồi. Nhiều lắm. Thì phải dập lửa nhỉ, không chảy đồng phân nhỉ. Rồi, ok. Mà chui ở đâu vậy? Mà chui đâu ra nhiều lắm. Tiêu diệt. Hút thơm rồi à? Anh Hùng phòng giáo đủ tối nữa. Anh Hùng phòng giáo chứ không phải anh Hùng Messi nữa. Đi đâu?
Rồi, vào lấy đi. Tầng khá là bé luôn, cực kỳ bé luôn, nó mới mà, 15. Không phải là khá bé mà là cực kỳ bé. To hơn tổ hôm trước á. To hơn tổ hôm trước à? Cẩn thận nhá, nó trốn ở các ngóc ngách rất là nhiều bóng luôn. Tắt đèn đi. Tắt đèn nào. Còn to nào. Toát hết mồ hôi luôn. Nó chui các ngách đây luôn đấy. Mình không thể phát hiện hết được. Đấy, anh Hùng dùng cằm sẽ vào lấy ong nhá. Còn về phần những con ong còn sót lại thì ngày mai không có tổ là nó sẽ đi nhá. Đi gì đấy? Nó sẽ từ di chuyển. Mình không cần phải đuổi nó cũng sẽ từ đi. Đấy. Ok. Ok, 2 tầng. Đấy, thành quả giải cứu phân. Đồng phân thành công. Giải cứu đồng phân chứ không phải giải cứu tổ ong. Đẹp nhỉ. Tầng đẹp đấy. Đốt khét luôn rồi. Anh em đốt mà khét tổ ong rồi. Buồn thật. Rồi ok. Đi. Ê, bỏ vào túi đi về đi. Có cháy không? Cháy đồng phân không? Rồi ok. Hoàn thành nhiệm vụ nhá. Ok. Để đấy cho chú Nga biết. Rồi về ăn đi thôi. Rồi đây cho nó lớn đó. Này. Đi. Thế anh nhờ. Ừ, ngọc lên. Từ một không nào. Bây giờ cảm ơn anh em đã theo dõi video nhé. Nói chung cái quá trình quay nó có nhiều cái không được đẹp lắm vì ban đêm. Thứ nhất, thứ hai là ong nó đuổi ấy. Rồi đó anh em hết sức thông cảm cho. Còn hôm nay thì giải cứu đống phấn thì thành công rồi. Ừ, đi qua cẩn thận không có đốt. Có lẽ ngọc thật rồi. Đi thôi. À, có người vào một cổng ở đây này. Đi bên cổng đi. Đây. Đang ngày bay. Đi đường này à? Tôi và anh Hùng vừa về đến nhà. Nóng toát mồ hôi luôn. Giải cứu đồng phân à. Và hoàn thành nhiệm vụ giải cứu đồng phân nhá, thành quả đây này. Thành quả có lẽ được 25 con thôi. Đấy. Quá nhỏ. Được khoảng 1 cân không? Được khoảng cả vò được nửa ký. Bây giờ chiến luôn nha. Anh em mình có thể chiến luôn nhá. Ô, có con một cứu. Con chiến đập gì không thấy à? Này. Đòi ăn, đòi bú. À, đòi bú. Bây giờ sẽ lấy ra nhá. Lấy ra và... Nhồng to lắm anh em ạ. Cắt cơn đi. Kiểu như con nhồng tằm á. Ừ, bò vào mồm cắt cơn đi. Ở đây có con ong ở dưới đây. Ở dưới tầng... Dưới 2 tầng á. Đổ hẳn ra rồi. Ra chưa? Ra rồi. Đưa cho ta dài. Trồn trong á. Chào một cuộc để phải một cuộc cái gì. Đây, anh Hùng đang gửi những con cuối cùng. Chuẩn bị đem đi ong chiên là nghề à. Hôm trước ăn món ong chiên xà rồi, hôm nay đổi sang ong chiên là nghề. Tổ này nói chung là nó không phát triển được, có để thêm nó cũng không phát triển được. Vì ong này ong nhác mà. Nó làm trên địa hình, địa thế có sẵn đấy. Thứ nhất, thứ hai là mình giải cứu với đồng phân. Đốt tổ ong để giải cứu đồng phân. Lâu rồi giờ mới làm việc tốt đấy nhỉ. Cắt cơn luôn đi. Lần này anh Hùng sẽ làm bếp trưởng nhé. Tiếp tục làm bếp trưởng. Rồi xong rồi.
ăn nửa bát tô. Ui đây nè, đây là nghệ sao vậy ông? Món mực thì anh Hùng mới học được ở trên Tây Bắc về, hay là học anh em thợ rừng đập một nàng tỏi à? Thì sau ông thì đầu tiên anh em cho dầu vào nhá. Thấy có điện hay không này, tắt ga đi rồi, tắt nên tắt à, chưa tối rồi sao cái hào nửa một hồi là đụng thanh hào ong luôn đó. Bạn chưa nói ăn lắm đó. Cho tỏi vào. Đấy, thơm chưa, chưa cho ong vào hay là nghe vào trước? Ong vào trước rồi. Con này coi đâu biết này đấy. Thì ở cái giai đoạn đầu này anh em đừng có đào nhiều nhá, con ong nó sẽ bị nát. Mình chơi cho nó săn con ong lại, sau đấy sẽ đào sau. Okay. Nó quay hơi mơ. Đấy, tiếp theo anh em cho tí gia vị vào đây. Đấy. Hột gừng, hột bòi rắc muối. Cho tí mì chính vào. Rồi, ok. Tiếp theo là đảo đều. Ăn phải chuyên nghiệp thế. Coi là mất ăn đó. Anh em ở thành phố muốn ăn món này thì chịu khó lên mạng đặt mua nhá. Còn tầm 5 ngày đến. Còn anh em chúng tôi thì nói thật thỉnh thoảng mới kiếm được 1-2 tổ để mà ăn thôi. Ăn cho có phong trào mà. Nó béo gì ăn vì đam mê mà. Chứ còn nó béo gì đâu. Cái này mà có bia nhỉ, bia thì nhất đấy. Anh em nào có bia đem đến đây nhậu chung nhá. Chung cho 100 ngàn. Mùa dịch này đến nhậu chung cho 100 ngàn. Đây, bắt đầu chín thế này, con ong nó bắt đầu cứng trở lại. Là sắp được rồi. Thơm chưa? Ừ, thơm. Mùi cà. Cho làng nghề vào được chưa? Ăn lại chưa? Mùi cà. Này, đâu biết chu vượt trường nữa rồi à? Viên đi chu mà. Đấy, cho tí nước mắm vào. Chưa mặn lắm. Từng này chưa mặn lắm. Và lại phải thêm tí nữa. Tí bỏ muối thôi. Tí nữa mà nhà thì bỏ muối. Đấy. Cho lắc nghề vào. Bình thường thì hay xào xả để mà thơm. Hôm nay thì sao là nghề chăm sóc. Được một đĩa nhỉ? Được một đĩa. Cái này bao giờ có nhiều mình mời nhà hàng nhỉ? Bán được đấy, kinh doanh được đấy. Có tiền đấy. Bỏ lá nghề của mình nó thơm thơm mùi ong. Rồi, ok. Gia vị nêm nếm đầy đủ. Đấy, bây giờ xin mời anh em cùng thưởng thức nha. Cho chim một con đi, cho chim một con để review cho anh em thấy đi. Ăn cái cột chân đấy chứ. Ui, ui. Nóng lắm anh em ạ. Đây này, con ong đây này. Hơi khó nhìn một chút, anh em cứ tập nhá. Cho đôi đùa đi. Này mà lịch sử quá. Biết, tay sạch thì ăn vô mồm đi. Mời anh em nhá.
Tay bẩn lắm thì đi rửa tay đó. Vừa rồi cầm rơm thôi mà, cầm gì đâu. Được một đĩa nha bạn, được một đĩa. Được một đĩa dành cho 6 ngày ăn đấy. Rồi. Ok, bây giờ anh em sẽ thưởng thức cái này nhá. Hãy anh em có dịp thì hãy đi trải nghiệm cùng anh em chúng tôi đây. Ngon lắm. Thôi ok, ăn thôi. Ăn không anh không ăn hết. Đây. Ông đây anh em này. Bây giờ hai anh em thưởng thức thành quả thì nhà mời tất cả anh em nhá. Anh em nào chưa đủ 18 tuổi thì cầm uống rượu nhá. Lâu rồi mới ăn ong đấy, từ 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 lâu rồi, mấy video trước cũng ăn nhưng mà ăn ít. Đấy. Em mời anh em. Còn mấy bát thôi. Đúng đó, ăn đi đi, thế này mình ngon này. Nhiều bát canh mà. Ừ, nhiều quả nó ngon, đấy bát canh đó, nhìn nhiều tiết canh. Ừ.